chỉnh bass quá là đẳng cấp luôn anh em. Nhất là khi ghép với cả Marang 1250 này. Đây là cặp loa Shelvin Vega 380SE. Cặp này sẽ giao lưu với anh em mức giá rất là tốt, 27.800.000. Một cặp loa Mỹ bass 40 cực kỳ khủng, 380 Special Edition, Special Edition. Bass 40, 2 chung 1 tép kèn. Quá đẳng cấp luôn. Có ấy càng đầy đủ các bác nhé. Em còn không thèm bật lau lớn luôn nhé. Không bật lau lớn luôn anh em. Em này đó là sử dụng mặt nỉ nhung, mặt nhung. Cái màu đen đen anh em đang nhìn là màu nhung nhé. Ngoài ra thì shop về rất là nhiều các mặt hàng khác như 97C, bộ này cũng về được mấy đôi nhé các bác nhé. Rồi PN 77 cũng về được khá là nhiều. Đấy, đây là 97C này em này. Đấy, còn đây là em 9002 này thì cũng về được 3 đôi. Giá dao động trên dưới 14 triệu một đôi. Đấy, giá nó quá tốt, thực sự là rất là tốt. Tầm này năm ngoái anh em có những anh em vẫn mua đôi này với giá khoảng 18 đến 20 triệu đấy. Cặp này rất là bề thế, em sẽ làm clip riêng cho cặp này nhé, anh em cùng chờ xem nhé.